Hơn 604 mét khối gỗ lậu xuất hiện trong di tích quốc gia. Sáng ngày 19 tháng 5, ông Lê Văn Bé, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Phú Yên cho biết, tại khu di tích quốc gia, căn cứ thời kháng chiến tỉnh Phú Yên, hội trường Mùa Xuân, xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa bỗng dưng xuất hiện hơn 604 mét khối gỗ vô thừa nhận. Trước đó, thì chiều ngày 16 tháng 3, Hạt Kiểm lâm Sơn Hòa kiểm tra đột xuất, phát hiện, lập biên bản tịch thu 90 khúc gỗ, tức là 6.431 mét khối, dẻ, còng tía, nhóm 5 đến nhóm 7, được tập kết gần bìa rừng thuộc khu vực hội trường Mùa Xuân. Theo người dân địa phương, số gỗ trên có liên quan đến một đối tượng tham gia thi công hội trường này. Tuy nhiên, ông Hồ Văn Tánh, người theo dõi thi công công trình của công ty xây dựng Hoàng Mỹ, đã phủ nhận việc có liên quan đến vận chuyển, cất giữ hơn 6.4 mét khối gỗ trái phép. Ông Tánh cũng cho biết là số gỗ trên, ông không biết của ai lại xuất hiện ở khu vực này. Hội trường Mùa Xuân nằm trên địa bàn xã Sơn Long, huyện miền núi Sơn Hòa, là di tích lịch sử, vùng căn cứ cách mạng của tỉnh Phú Yên trong kháng chiến, hiện đang được tôn tạo và trùng tu.